Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Tra. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay dắt hai bạn nhỏ cùng cả gia đình mình đi hái bông điên điển nha mọi người. Tại khu du lịch sinh thái Cáo Dòng để cho các bạn nhỏ trải nghiệm và xem như thế nào nha. Đây cây bông điên điển nè mọi người, bông quá nhiều luôn mọi người ơi. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây, quá bông luôn rồi. Bạn Pin hái thi đua nha, ai hái nhiều bông nha. Cuộc thi hái bông điên điển xin được phép bắt đầu. Ô, vậy cây. Rồi đợi anh đầu đi. Để dưới đây chứ. Đây đây, con nè. Hái gì không hết gì trơn, trừ điểm nha. Trừ điểm chị hai. Rồi. Dạ, có hai. Chị hai không hái, chị hai đội đi. Chị con. Đây đây chị hai ơi, để xuống cho cô Yến coi nè. Nó đây nhiều lắm, đi đi coi. Để em, để của em, để vô. Để vô. Mời mấy bạn di chuyển theo mình nha. Đây. Đây mấy bạn ô, bông điên điển nè mấy bạn. Rồi, chạy luôn. Sao? Có cô bán cơm luôn, bông điên điển chấm cơm, nó lộn chấm cá. Đây. Qua đây nè Quy, qua đây nè con, qua đây nè. Đồ nhiều vậy. Quá nhiều bông điên điển luôn rồi, bạn Pin thấy được không? Được. Cho qua. Trên đây cũng có caramel là cô Yến nha. Rồi. Đang nặng còn cái bông chưa hái nữa kìa. Vậy hả, còn sót ha. Đây. Quá nhiều luôn, đây tôi quặng gì nữa nó không bị tét này nha mọi người. Đây. Rồi. Rồi sao anh kiểm tra cái hái điên điển mà lại quặng gì vậy, anh kiểm tra không sợ gãy hả? Không, quặng gì không có gãy. Rồi gãy ba nó luôn rồi, không gãy gì nữa. Rồi không sao, lỡ tát rồi. Lên cuộc thi bắt đầu nè, ai hái nhiều hai cho con. Đi nhánh điên điển luôn rồi. Rồi bỏ đi, chạy đi. Lỡ rồi bỏ đi, nữa mình cuộc lại. Nè. Thôi. Không sao con. Không sao, nữa nó có bông à. Cây điên điển mà nó gãy nó vẫn sống bình thường, sao? Sống nó có bông bình thường à, nè. Nhưng mà sớm muộn thì nó cũng đứt ra. Đúng rồi. Nè đây cha buộc lại. Đây nó một nắm bông nè. Đưa đây, đưa cái gỗ đây, bạn cầm gỗ thôi. Đây, bạn cầm gỗ đây. Đây nó. Sốt một bông kìa. Sốt bông luôn hả? Sốt 2-3 bông luôn, sốt quá trời luôn nè. Trời ơi, cho nó 3 bông luôn rồi. Cô Giang qua đây hái. Rủ cô Giang xuống hái nè. Cô Giang ơi, xuống đây hái rồi. Ghét lên. Cô áo ba áo hồng nè, áo xanh áo đỏ gì xuống hái tiếp nè, nó đầy dữ kìa. Ba cái áo đỏ hả? Sống hổng dài cái mặt trai luôn rồi. Không điện cô Tiên ta. Diễn coi chừng đừng có đạp cái cây. Cô Tiên miền Tây coi, cô Tiên miền Tây. Cô Tiên mong điên điển rồi. Cô Tiên hái bông để giờ cô Tiên bán bưởi. Cô Tiên bán bưởi đâu. Qua bên nào đâu rồi, đi nè. Cô Yến đừng có đẹp cây gì đó. Rồi đi qua bên đây, chưa sao quằn chưa tới nè. Đây mấy bạn ơi, đây nè. Cái cô hái bông điển có mặt đầm đẹp vậy kìa. Đây nè mấy bạn ơi. Đây đợi gỡ bông điên điển gì đó. Đây bán đâu, ta đang hái đây mà đem đi bán gì. Ghét đi cô ơi. Cô đựng cái gỗ, cô đi xà lan. Cô bán đi, cô đi cao đi, bông điên điển thơm đi. Hai mua bông điên điển thơm. Tổ, cô bả điệu quá. Hồi đem xuống bếp bán cho chú Chánh. Nè, đây nè. Bán 20 triệu 1 ký. Đồ, 20 triệu 1 ký. Bông hết sức nhiều luôn mọi người ơi. Bông nhiều hết sức nè. Đưa đây, đưa cái gỗ đây cho bố, đừng coi đi. Cầm đỡ gì nhiều rồi quá. Rồi cái gì đây? Cái đó là bỏ đó. Wow, nhìn kìa. Còn bông luôn kìa. Cái đó là ta tỉa bỏ rồi đó. Còn bỏ, bông lỡ kìa. Tét, nó lỡ tét một hai nhánh ta tỉa bỏ. Đây nè mọi người, một gỗ đây nè đó. Ở dưới đây không ai hái, còn hái. Đúng rồi. Anh áo đỏ này hái nhiệt tình lắm nha mọi người. Anh áo đỏ nhỏ chứ hái nhiệt tình lắm nha. Còn cái cây này để làm cây gôi.
Đây nè, đây nè. Hái đi. Bằng quy, bằng gỗ chưa? Rồi, qua cây khác đi. Cây này bông hết sức nè. Bông nhiều sức ha. Cây này hả? Trời ơi, chứ sen mọc 3 tháng mấy rồi, chắc là 4 tháng rưỡi rồi. Bố ơi, chứ sen mọc trên cạn được luôn hả bố? Chứ sen này nó dưới lên đất mà mình đã lên được à. Nè nè, đây nè. Quằn xuống quằn gì nè, nó không có bị tét à. Không để con điên điển chụp hình gì chưa? Đâu có chịu rồi. Vậy anh kiểm tra chia sẻ đi, tại sao khi hái điên điển mình phải quằn vậy? Mình quằn gì nó quằn từ từ vô vậy nè, nó không bị tét nhánh. Tét nhánh là nó bị không có phong đó. Vậy là người hái là con không bị mỏi cổ nha. Đây mấy bạn ơi. À, mình quăng. Phía sau con cái gánh cái bông này dài lắm nè Bin. Mình sẽ quăng nguyên bụi vậy nè, hái nó không mỏi mỏi cổ chứ mình ngước lên chắc là cổ mình gãy. Đây. Nè mình quăng miếng bụi vậy nè mọi người, đây nó không bị mỏi cổ nghe nè, nó còn thấp chút gì nè, một tay ta quăng tay ta hái nè, nó anh áo đỏ hái quá trời luôn rồi. Anh áo đỏ thu hoạch điên điển quá nhiều luôn rồi. Nào phe cho cô Yến nè Bin ơi. Đó nè, cái này Yến thấy chưa? Ồ cái bụi này nè Bin, bằng bin bụi này quá trời bông luôn nè. Vô rồi, vô ánh rồi, biết chưa? Lên. Có khi nào mình cứ lên bẻ nhánh không? Không, bẻ nhánh sao nữa nó ra bông tiếp được. Quá trời nhiều. Bạn Nguyên thích không? Thích. Thích lên đây hái nữa nha. Đổ con. Đổ kìa bạn Quy cầm đàng hoàng đi tới. Bạn Quy chỉ nhiệm vụ cầm thôi, khỏi hái. Ừ. Bạn Nguyên hái tích cực luôn, hái quá. Quăng xuống. Hôm buổi chiều đã nổi. Buổi chiều. Đi mình nhớ đất quê. Đó, giữa đường. Rồi đi. Đó. Ồ cây này nè, cây nhỏ càng nhỏ bông càng nhiều ha. Được coi bạn Quy. Ồ một gỗ nè. Công nhận. Mấy ký rồi. Nhiều quá ha. Ừ. Có mấy bụi mà nhiều quá nha. Mấy bụi kia chưa có bông. Mấy bụi bự quá chưa có bông mà. Đúng rồi anh Điền, mấy bụi chưa có bông. Rồi đi qua làm sen bán. Đây nè bạn ơi, đi qua làm sen ở đâu bên đó nè, đây hồi mình đi qua đi. Vào làm sen luôn nha. Bữa nay đi du lịch mà hái bông điên điển luôn, chiều về nấu canh chua cá lóc ăn nha. Thôi đi, ai hái thì hái đi. Đi ơi đem đây nè Vi. Đựng vô lẹ đi. Trời ơi bằng pin kìa. Bằng pin kìa. Lẹ. Qua đây bụi này thấp nào. Bụi này bông quá trời nhiều luôn. Đổ mồ hộp luôn. Cũng nhiều lắm chứ đâu. Nhiều lắm đó. Cái này nhiều quá. Quá hái rồi cả nhà nè, hái quá hái cả nhà. À vô hái tiếp rồi. Đi ra bụi này nè. Nhờ cameraman hái tiếp đi. Nhà cameraman hái tiếp đi. Mấy bạn ơi, bữa này nè, đây quặng xuống mấy bạn hái nha. Wow. Nè, quá trời bông luôn. Nè, chỗ này bông gỗ chứ nè. À, chỗ này có cái dù che. Đúng rồi, vô trong đi. Nè mấy bạn, nè bông gỗ chứ nè. Bạn nào hái đi mình quặng nè. Đó. Ông Bin hái tích cực quá, ông Huy đưa cô Yến coi con đường gỗ nè, phe cô Yến coi. Nấu canh chua nha, đây. Cái này mình định làm sao hả bố? Cái này hả? Dạ. Cái này mình hái xong mình đưa cho cô Yến, tại cô Yến làm cái comment quay lưng lại, quay cái mặt lại cô Yến kìa. Ây da, bố kia quay lưng lại là chị quay lưng lại. Hỏi cô Yến thấy con bông nhiều không? Rồi tét hết một nhánh rồi, tét nhánh giữa rồi. Đại cho anh Việt Nam. Cho anh Việt Nam đây. Để cho em bỏ vô quy đây nè, đựng vô cây.
đưa cái gỗ đây, đâu có dở lên. Nãy không mượn cái nón lá lên lên chạy lên mượn nón lá của Giang đi. Giờ nãy hanh nắng rồi. Cho anh Việt Nam đây. Đây, chút mình ra quận sang mình quay clip mình chụp hình luôn nha. Ok. Chụp hình cho cameraman nữa. Cameraman chụp chung với bạn Vin, bạn Phong Vi luôn. Quá bạn Vin quá hái tích cực luôn quay. Con chả hái như lẹ trơn, chả biết hái thành đợt đó về nội chả không biết hái ha. Con tàn tốt giống như tốt cho muốn vậy đó. Gì hả? Cho xin chùm điên điện. Cho xin chùm điện rồi chị hai xin kìa để vô. Nè, đi cho xin chùm điện. Nó sức bông rồi. Gì nhiều dữ hả? Nhiều hết sức nhiều luôn á, một gỗ luôn nè. Trời ơi, một đống luôn á. Ừ. Mấy cây đằng đẳng còn nhiều. Cây của Yến nhiều nè, khe của Yến coi. Ủa cây này là cây gì? Nhiều không của Yến? Biết hả? Nè. Ừ. Rồi gớt một cái rồi. Rồi rồi đi qua bên đây, đi dài qua còn mấy hồ bên đây quá trời bông. Cameraman ơi, đi thôi. Vừa mặn bánh xèo đãi caramel đi. Con không đợi đợi nha. Thôi caramel nó bắt từ đó một hồi nó tự một hái bể nhà luôn nè. Nè nè caramel đâu, caramel đâu. Đây 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 nè mấy bạn ơi, thấp thấp nè. Bạn Bình thấy thấy nhanh lắm nha. Ồ bữa nay một xề luôn, coi chừng nó gạt đổ không đi. Coi chừng đổ. Xài nhiều đi găng bữa đó luôn nè. Quá nhiều rồi nè, sáng thấy ít mà giờ nhiều bông quá. Bên cái tay không chịu để lên trời. Đi cho mày nữa. Cho mày Bên. Không biết. Không biết hả? Con. Trái đi lẹ chơi mà chạy. Lấy bông mày hái luôn đi anh ơi. À, cái đó đâu khó đâu mà mốt mà hái được. Hái bông này chứ hả? Để mà đâu còn đâu hái. Mời tao mới bút ra. Này cầm đi. Cầm đi đứa nào cầm này. Đưa áo đen cầm cho. Đây. Đưa áo hồng cái này mãi mê rồi. Nguyên nó hái kìa tao nghĩ không. Không hái gì vậy chứ. Hái nhiệt tình luôn nha mọi người. Hái nhiệt tình luôn, lâu lâu đi du lịch kéo vòng hái nhiệt tình luôn. Đó. Đây đây, bữa nay nè, bữa nay nè. Quá trời quá đất luôn nè. Ừ, bông nhiều hết. Bông nhiều hết cái đầu. Quần đó là nó thấp gì là quằn gì nè cho nó đi qua nữa, nó cong. Ôi ông. Đâu có sao đâu. Nè, quý thấy không? Ở cái đoạn này quá trời nhiều luôn nè. Ừ. Chị hái ở dưới đi. Ôi. Đó, hái đi đây. Ông bữa nay Nguyên nó giỏi, nó biết hái. Ừ, chiều không nở, chiều đã nở. Ủa sao ai dục con biển dưới đất? Nằm gớt đó, dục đâu. Rồi chưa lụm đi. Lụm vô, lụm vô. Lụm vô, đầy rồi lên đây đó. Nè. Tí đi lát mình đi ra ruộng xem. Trời ơi, gần đây còn nhiều nữa nè. Cái gì vẫn còn nữa sao? Còn chứ. Con vậy là cuộc thi này là anh Nguyên chiến thắng rồi. Bữa nay quá. Bữa nay nè, tàu cái bụi này bữa nay ra bông nhỉ. Hết hồn đi. Tàu ô cái này. Tông nhẵn gần gươm luôn. Vàng gươm luôn. Vàng ống ánh luôn nè. Quy Quy đưa vô, đổ kìa Quy. Đổ, đổ gớt rồi kìa, lụm lên. Vàng ống ánh luôn đi nè. Quá nhiều luôn. Chắc cả ký rưỡi mấy luôn á. Rưỡi mấy luôn á. Trời ơi, ông Bin ông cầm một nắm nữa kìa. Thầy quyến đi, thầy quyến đi. Thầy quyến, đổ, đổ. Nè, để vô chị hai cầm bưng nó mỏng á. Quá trời mẹ. Đang làm ơi. Đây, đây. Nè, nè, nè. Bưng, bưng. 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 B
Ok nè. Tắt rồi đấy. Cả nhà thân mến, tạm thời mình xin kết thúc video đây. Chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có dịp xin mời cả nhà ghé qua khu du lịch sinh thái Gáo Dòng trải nghiệm mình hái hoa bông điên điển với mình nha. Đây, bye bye cả nhà thân